24 tây tháng 1 2022 thì Phương Linh Mỹ Tho xin được gieo duyên cùng với em Vũ Ly, ý em Nguyễn Thị Thu Quyên. Em Nguyễn Thị Thu Quyên đến để trao yêu thương cho ông cụ ở trong đây 70 mấy tuổi rồi. Cô ơi, cái nhà này thì bây giờ không còn của ông bà nữa. Cô ơi cô. Cô ơi cô. Dạ, cô đâu rồi chú? Dạ chú. Dạ. Rồi, nãy giờ tắm hả? Dạ, bắt làm. Con chào cô, năm nay cô nhiêu tuổi? Dạ, cô với ổng tuổi sinh nhà 140. Rồi, là cô, dạ. Cô tới đây được rồi. Hôm nay chú tình chú đấu không? Hấu, Nguyễn Văn Hấu. Hấu ha? Dạ, hấu, dưa hấu đó. Dạ. Dưa hấu hả? Hôm nay con cũng đại diện nhà tình trợ ha, cũng đem tới đây gửi, tại con nghe chị Linh nói ha, chị Linh Diêu Duyên nói là chú phải xài tảm vậy đó. Dạ. À, con đem lại cho nhà mình cái miếng này để lót lên. Dạ. Dạ, cái miếng này là lót. Dạ. Dạ, miếng lót, còn hai cái bịch ở dưới là tả quần. Dạ. Dạ. Cũng cảm ơn nhà tài trợ nhiều nhiều đó, ủng hộ cho cô chú ha. Dạ. Dạ, con cũng là cái nạn khổ quá. Đâu có đợt sớm hết rồi cô, cho nên cái đó thì kia mình đang ngủ suốt đời. Dạ. Mà nhỏ tới lớn gì về sống mình yêu. Qua tiền bạc bảy mấy gần 80, ba mấy năm nay khổ vô cùng. Dạ thôi. Dạ. Con cũng gửi thêm cô 200.000 ha. Dạ. Dạ để mình có dùng chút xíu gì đó ha. Dạ. Dạ. Thôi thì 80 mấy tuổi rồi. Rồi sinh hoạt sinh sống tiền mình sống cho cũng nhờ cô bác người cho chút tiền là con cháu lâu lâu nó cũng cho nó xin lỗi chứ mà giúp cái nhà cha giúp cái nhà. Dạ đúng rồi. Cái nhà đó ăn giúp mình được. Dạ đúng rồi. Thì cũng phải sống qua ngày vậy cô. Dạ. Dạ. Về thì phải đi xe lăn. Cái gì cũng cầm giùm chị cái này. Dạ. Cũng đi sân lâm. Dạ. À cô ơi. Dạ. À, hôm nay thì con đi với em Quyên á. Dạ. Thì con cũng xin đại diện. Đây. Vậy là hôm trước cô có ghé qua. Con ghé mấy lần rồi. Mấy dạ. Lần cho rồi. À, con xin đại diện gia đình chị Mai. Dạ. Gia đình chị Mai gửi cho cô thăm chị Mai ở đây, cái chị Lê Mỹ thì cái quà trước không hỏi mình rồi. Dạ. Cái này là gia đình của chị Mai gửi cho cô 300.000. Dạ. Rồi còn 300.000 thì của bạn con. Dạ. Em cái tên em Tuyết. Dạ. Em Tuyết gửi cho cô 300.000. Dạ. Nữa hay là con gửi cho cô tổng cộng 600.000 ha. Dạ. Chị con chuyển lời nói gì cảm ơn. Dạ. Cô cũng vậy gì và chuyển lời cảm ơn. Cô. Xin cảm ơn tất cả quý thiện hữu nhà hảo tâm rất là nhiều. Dạ. Dạ. À, nếu mà con nhận được trợ duyên thì con sẽ trở lại nữa. Dạ. Ha. Dạ. Nhờ quý cô giúp đỡ kệ làm phước với con. Dạ. Rồi hai con bye bye. Nhờ kệ những người. Dạ. Ở trong đất sập sổ đây đi. Ở đằng chùa đó cũng cho gạo rồi ăn. Dạ. Nói cô phát gạo mà cũng. Dạ. Rồi hai con bye bye. Khổ đó. Rồi cô giữ gìn sức khỏe nha. Dạ.